Xin chào các bạn khán giả của S Channel, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày vào mỗi buổi tối để cùng tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý có trong ngày hôm nay, Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 16 tháng 6. Như vậy là sau trận thua mà không bại trước đội chủ nhà UAE thì Việt Nam chúng ta đã ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ phía truyền thông Thái Lan và cả Trung Quốc nữa khi chúng ta đã trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á có thể lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Theo đó thì tờ Siam Sport của Thái Lan đã dành những lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam chúng ta khi viết rằng Việt Nam đã làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022. Trong trận đấu cuối cùng, Việt Nam thua UAE 2-3, xếp nhì bảng G với 17 điểm, nhưng vẫn đủ điều kiện để đi tiếp vào giai đoạn sau. Việt Nam đã trở thành đại diện duy nhất của cộng đồng ASEAN lọt vào 12 đội cuối cùng châu lục. Còn theo như tờ Sina cũng đã có bài viết bày tỏ sự trầm trồ với hành trình vươn lên từ các chàng trai áo đỏ của chúng ta và đồng thời cho rằng bóng đá Trung Quốc đã bị Việt Nam vượt mặt. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE vào tối ngày hôm qua 15 tháng 6, nhiều cổ động viên đã vào trang fanpage của FIFA World Cup để bày tỏ sự bức xúc về tình huống này và yêu cầu FIFA phải xem lại để xử lý nếu như trọng tài chính đã sai lầm. Đa số cổ động viên thì đều để lại cùng một bình luận giống nhau có nội dung như sau: "Tôi đề nghị ban tổ chức của FIFA World Cup 2022 hãy xem xét lại trận đấu tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE vào phút 60. Tiền đạo mang áo số 10 Nguyễn Công Phượng của đội tuyển Việt Nam đã va chạm với cầu thủ mang áo số 9 của đội tuyển UAE trong vòng cấm của đội tuyển UAE nhưng không được hưởng phạt đền. Ban tổ chức cân nhắc cho đội tuyển Việt Nam chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức." Không chỉ vậy, trang cá nhân được cho là của trọng tài chính Ali cũng nhận về sự chú ý sau khi trận đấu này kết thúc. Cụ thể, các bài đăng mới nhất của ông đã nhận về lượt tương tác cực khủng và hiện tại thì vị trọng tài này đã tạm phải khóa trang cá nhân của mình lại. Và cũng theo như trọng tài V-League Nguyễn Mạnh Hải đã chia sẻ rằng, ở tình huống đó, theo như tôi quan sát thì Công Phượng đã bị cầu thủ của đối phương chặn ngã, lẽ ra phải có một quả penalty cho Việt Nam và số lượng cổ động viên bình luận về vấn đề này vẫn đang tiếp tục tăng lên một cách nhanh chóng. Còn về phía Thái Lan, đội tuyển Thái Lan đã khép lại hành trình đáng quên tại vòng loại của World Cup 2022 bằng một trận thua toàn diện trước Malaysia với tỷ số 0-1. Sau khi trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia kết thúc, huấn luyện viên người Nhật Bản Nishino đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của mình. Sai lầm của đội tuyển Thái Lan nằm ở khâu chọn cầu thủ, huấn luyện và quản lý cầu thủ. Tôi cũng muốn xin lỗi các cầu thủ không được trao cơ hội ra sân. Tôi cố gắng chọn lọc để loại bớt cầu thủ nhưng không thể, vì tôi phải đem tất cả các cầu thủ đến UAE. Tôi muốn cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan vì đã tạo điều kiện để mang một lượng lớn cầu thủ đến UAE trong chiến dịch lần này. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, sau 3 ngày lên kệ hệ thống siêu thị Á Châu, lô vải thiều Thanh Hà hiện tại đang được bán ra với mức giá là 500.000 đồng 1 kg và vẫn đang trong tình trạng cháy hàng. Theo như ghi nhận thì rất nhiều khách hàng mua hàng tại hệ thống siêu thị Á Châu sau khi được nếm thử trái vải thiều Thanh Hà thì đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước hương vị thơm ngon và ngọt dịu đặc trưng như vậy. Một số khách hàng người Việt còn rất cảm động vì từ lâu rồi mới được thấy trái vải thiều Việt Nam xuất hiện trên kệ ở siêu thị tại Paris và sẵn sàng tiếp tục ủng hộ cho hàng nông sản Việt Nam. Mặc dù có giá là khoảng 18 euro trên một hộp trên 1 kg, nhiều khách hàng đã sẵn sàng mua tới 5 kg vải thiều cho gia đình và để làm quà cho bạn bè người Pháp của mình. Được biết thì doanh nghiệp Pháp đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch nhập khẩu lô vải thứ hai sẽ được nhập khẩu ngay trong tuần này. Như vậy là chỉ trong 7 ngày thì hai lô hàng gần 1 tấn vải thiều Việt Nam đã được nhập khẩu chính ngạch vào Pháp qua đường hàng không. Còn tại thị trường khó tính hơn đó là Nhật Bản thì một hộp gồm 12 trái vải hiện tại đang bán với mức giá là 1 triệu đồng trên một hộp. Tại Nhật Bản thì vải là món ăn xa xỉ đối với cư dân Nhật Bản. Và theo thống kê cho biết với một hộp như ảnh, nếu như mua về mà không phải thắp hương thì người dân Nhật Bản sẽ cần mất 10 đến 20 ngày mới có thể ăn hết được. Mới đây thì nghệ sĩ Duy Phương đã xuất hiện trong một đoạn clip trên YouTube để chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi gây tranh cãi với việc xin khán giả quyên góp tiền ủng hộ. Trong cuộc phỏng vấn với A-Family thì nghệ sĩ Duy Phương đã cho biết vì tiết lộ của Lê Giang trên chương trình Sau Ánh Hào Quang mà cuộc sống của ông gặp rất nhiều khó khăn. Trong chương trình thì Lê Giang đã kể là bị chồng cũ bạo hành dã man. Sau đó thì các con chung của Lê Giang và Duy Phương là Lê Lộc và Duy Phước cũng xuất hiện để động viên mẹ. Dù được 400 triệu đồng tiền bồi thường nhưng mà nam nghệ sĩ cho biết mình phải dùng để trả nợ hết. Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại thì nam nghệ sĩ đã tiết lộ rằng cũng ổn lắm. Tôi được các anh em YouTuber khác hỗ trợ làm YouTube. Sau 14 ngày mở kênh thì tôi đã có khoảng 8.000 người theo dõi. Kênh của tôi cũng đã được bật kiếm tiền rồi và tất cả đều là nhờ được mọi người yêu thương và anh em hỗ trợ. Tôi sống vất vả lắm, phải lăn lộn bán đủ mọi thứ để có thể kiếm miếng ăn qua ngày. Được biết thì do dịch bệnh bùng phát, quán cơm làm ăn thua lỗ nên là Duy Phương hiện tại đang chuyển sang bán bánh bèo để kiếm sống.
Chia sẻ về lý do không thể trở lại làm nghệ thuật thì nghệ sĩ Duy Phương cũng cho biết rằng mình không được các nhà đài mời lên sân khấu nữa và đồng thời các nghệ sĩ lớn tuổi cũng không có cơ hội để lên truyền hình nhiều nữa bởi các lứa nghệ sĩ sau thì cũng đã lập thành băng nhóm và thâu tóm hết mọi thứ rồi. Ông nói rằng tôi không trở lại sân khấu được vì người ta phải mời thì mới trở lại được. Không lẽ giờ tôi ra đài truyền hình xin cho tôi vào vai diễn? Ai cho? Tất cả đều có ekip và băng nhóm của người ta hết rồi, tôi không thể lọt vào được. Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Hungary và Bồ Đào Nha tại bảng F của Euro 2020, cầu thủ Ronaldo đã khiến cho nhà tài trợ ngay lập tức bay mất 4 tỷ USD vì hành động từ chối món đồ uống đến từ nhãn hàng Coca-Cola. Theo đó, thì trong buổi họp báo trước trận Hungary và Bồ Đào Nha ở bảng F của Euro 2020, cầu thủ Ronaldo đã có một hành động viral cả thế giới. Vừa ngồi vào ghế thì Ronaldo đã thấy ngứa mắt với hai chai nước có ga để ngay trước mặt mình. Ronaldo đã bèn nhấc hai chai này lên và đặt sang một bên, cầm lấy hai chai nước lọc và nói to với phóng viên rằng hãy uống nước lọc. Được biết thì cổ phiếu của Coca-Cola vốn đang chốt phiên ở mức là 56,1 USD. Tuy nhiên sau khi cầu thủ Ronaldo đến họp báo và phũ phàng với hai chai nước có ga như vậy, nó đã rơi tự do xuống còn mức 55,2 USD và thậm chí có thời điểm hãng đã mất đến 1,6% giá trị vốn hóa, rơi từ 242 tỷ USD xuống còn 238 tỷ USD, tức là mất đi khoảng 4 tỷ USD, khoảng hơn 90.000 tỷ Việt Nam đồng. Sau đó thì cổ phiếu của công ty này cũng đã dần phục hồi về ngưỡng 55,44 USD trên một cổ phiếu. Sự kiện tương tự cũng đã xảy ra trong buổi họp báo trong trận Đức và Pháp với tỷ số 0-1 ở bảng F của Euro 2020. Tiền vệ Paul Pogba đã có hành động khiến cho nhà tài trợ phật lòng khi mà từ chối uống bia của nhà tài trợ. Được biết thì do Pogba theo đạo Hồi nên là tuyệt đối không thể đụng đến bia rượu được. Vì vậy, hành động của cầu thủ này không phải là quá khó hiểu khi mà anh không muốn hình ảnh của mình dính dáng tới bia rượu. Trong ngày hôm nay 16 tháng 6, Việt Nam chúng ta đã ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc COVID-19 mới và chủ yếu tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang và Bắc Ninh. Theo Bộ Y tế thì từ 12 giờ trưa đến 18 giờ chiều ngày hôm nay 16 tháng 6, cả nước ta đã có tổng cộng 155 ca mắc mới, bệnh nhân số 11.481 và 11.635. Trong đó thì 6 ca đã được đưa đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Các ca trong nước còn lại được ghi nhận lần lượt tại Bắc Giang 90 ca, thành phố Hồ Chí Minh 45 ca, Bắc Ninh 10 ca, Nghệ An 2 ca, Hà Nam 1 ca, Bắc Cạn 1 ca. Trong đó thì có 135 ca được phát hiện trong các khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy là trong ngày hôm nay 16 tháng 6, Việt Nam chúng ta đã ghi nhận thêm tổng cộng 423 ca mắc mới, trong đó thì có 9 ca được đưa đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 414 ca được ghi nhận lây nhiễm trong nước. Với 155 ca nhiễm mới vào chiều nay thì số ca COVID-19 của cả nước tính từ đầu dịch đến nay là 11.635 ca, trong đó thì có 9.980 ca ghi nhận trong nước và 1.655 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 8.410 ca. Trong ngày hôm nay thì 47 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, số ca điều trị khỏi là 4.590 ca. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật và đáng chú ý có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 16 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.